Cô mời các em, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành ôn tập để chuẩn bị thi học kỳ 1. Nội dung ôn tập sẽ có hai phần, ôn tập hai bài hát Hành khúc tới trường và bài đi cấy và bài tập đọc nhạc số 4. Cô mời các em cùng luyện thanh qua mẫu câu. Chúng ta cùng nghe qua bài hát mẫu Hành khúc tới trường. Mời các em cùng hát với nhạc không lời bài Hành khúc tới trường. Chúng ta cùng nghe qua bài hát mẫu thứ hai là bài Đi cấy dân ca Thanh Hóa. Lên chùa bé một cành sen, lên chùa bé một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cấy sang trăng. Ba bốn cô có hẹn cùng trăng, có bàn cùng trăng. Trăng ngoài thềm, trời trăng ngoài thềm, ý rằng cầu cho trong ấm, em lại ngoài em. Lên chùa bé một cành sen, lên chùa bé một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cây sang trăng. Ba bốn cô có hẹn cùng trăng, có bàn cùng trăng, thắp đèn ta sẽ trời trăng ngoài. Trời trăng ngoài thềm, ý rằng cầu cho trong ấm. Em lại ngoài em. Mời các em cùng hát với nhạc không lời bài Đi cấy. Thank you.
Chúng ta cùng nghe qua bài tập tụng nhạc số 4. Mời các em cùng nhẩm theo nốt nhạc. Em cùng hát bài tập tập nhạc với phần nhạc đệm và kết hợp với cổ tay. Kết thúc. Chúc các em thi tốt.